Có rất nhiều người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề là chủ nuôi không đeo dọ mõm cho chó khi đi lại trong khu chung cư thì có bị phạt hay không? Ngày hôm nay, luật sư X sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Và nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Đầu tiên là pháp luật có cấm về việc nuôi chó mèo trong khu chung cư hay không? Căn cứ theo Điều 35, Nghị định số 99 năm 2015 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà chung cư, thì không có bất kỳ điều khoản nào cấm việc nuôi chó mèo trong khu chung cư. Tuy nhiên thì việc nuôi chó mèo trong khu chung cư sẽ vẫn phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Cụ thể thì căn cứ theo Điều 66, Luật Chăn nuôi năm 2018 đã quy định cụ thể như sau. Chủ nuôi chó mèo phải thực hiện các yêu cầu sau đây. Thứ nhất là thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định của pháp luật về thú y. Thứ hai là khi nghi ngờ chó mèo có triệu chứng bị bệnh dại, phải báo ngay cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cán bộ chăn nuôi, thú y cơ sở và thực hiện theo các quy định của pháp luật về thú y. Thứ ba là có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y. Thứ tư là trường hợp chó mèo tấn công, gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thì căn cứ theo quy định tại khoản 2.1, mục 2, phụ lục 15, ban hành kèm theo thông tư số 07 năm 2016 cũng đã quy định tương tự như Điều 66. Tuy nhiên thì có bổ sung thêm một số nội dung mà chủ nuôi chó mèo phải tuân thủ như sau. Xích, nhốt hoặc là giữ chó trong khuôn viên gia đình, bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu đến người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo dọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt. Như vậy thì trong trường hợp chủ nuôi không đeo dọ mõm cho chó khi đi lại trong khu chung cư thì sẽ bị phạt như thế nào? Căn cứ theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 7, Nghị định số 144 năm 2021 đã quy định cụ thể như sau. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây, trong đó có hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ngoài ra thì căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 7, Nghị định số 90 năm 2017 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 04 năm 2020 đã quy định cụ thể như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây, trong đó có hành vi không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Như vậy thì căn cứ theo những quy định nêu trên, thì nếu chủ nuôi để chó mèo đi lại tự do trong khu chung cư mà không kiểm soát được thì có thể bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Còn nếu trong trường hợp chủ nuôi không đeo dọ mõm cho chó khi đi lại trong khu chung cư thì có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Như vậy thì qua video vừa rồi, luật sư X đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề là chủ nuôi không đeo dọ mõm cho chó khi đi lại trong khu chung cư thì sẽ bị phạt như thế nào. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ luật sư X nhé. Luật sư X đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.